Dạ con sao, xin chào tất cả cô chú chị đang theo dõi video bán lan của con sáng ngày mùng 10 tháng 6. Thì trong video lần này thì con tiếp tục bán cái cây này là cây hòn hèo thân xanh mà vừa rồi con có bán, con có lựa trong cái lô này. Nhưng mà nó lại nằm trong cái góc nhỏ chứ con chưa có thay chậu nên giá nó là rẻ hơn cái kia con bán 50, cây nó to hơn. Cây này nó nhỏ thì hôm nay con sale với giá là 22.000. Và số lượng nó chỉ có được khoảng 42 cốc, con còn đúng 42 cốc. Còn phía bên này là cái cây dạ hạt ruby đây. Vừa rồi cô chú chị con có bán rồi đó, dạ hạt ruby. Thì giá nó cũng đồng giá 22.000 luôn. Dạ hạt ruby. Ý là anh lựa ra anh coi anh bán bớt hay để chi? Hôm qua tiếp bên đây là cái cây dạ hạt Nha Trang Lai Bụi Hồng. Ai biết, còn đưa sao lấy vậy chứ giờ hỏi anh nha. Anh chịu. Nha Trang Lai Bụi Hồng. Phía bên này là cái cây dạ hạt Hòn Hèo. Bên con thì cũng rất là nhiều các loại dạ hạt, hòn hèo, rồi rồng lửa, rồi eso, đắc lay. Như bên đây là cây rồng lửa, tiếng Huế, Hòa Bình, Phú Thọ. Thì đồng giá hết là 22.000, 10 cốc thì con sẽ bao ship. Đợt này do nó nhiều quá, con đang sắp xếp lại cái vườn. Nên thành ra con quay sơ lược cho cô chú anh chị xem thôi. Cây thì nó lên mầm 52 hết rồi. Đây con cũng lười thay chậu rồi, nó nhiều quá. Thì cô chú chị nào cần loại nào thì có thể alo con để con gửi hàng. Đó. Phía bên này là cái cây dạ hạt mới nè. Một số cái dòng bệt lá hiên Phú Yên, bệt trà gừng vẫn có, hồng yên thủy, hồng mỹ nhân. Thì bên con trồng ở phía bên kia, đi lên Xuân Nù Sơn Điền, Nù 68. Thì hôm nay con bán thêm cái thuốc Kim Kim Bun như mọi khi con bán là 39.000 một gói. Mua 5 gói thì bao ship để phòng thối nhũng ở vườn. Thì vườn con đa phần là xài cái loại này, xịt cho cả vườn vậy, phòng thối nhũng tầm 3 tuần một lần. Tuy có che mưa nhưng vẫn phải xịt để phòng, mùa mưa này rất là nguy hiểm cho cây, thì rất là hiệu quả. Cô chú chị nào cần thì có thể đặt hàng bên con, 39.000 một gói, mua từ 5 gói không bao ship. Con xin cảm ơn tất cả cô chú chị đã theo dõi video bán lan của con ngày hôm nay.